sắp về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi, bye buồn. Rồi cái chú giao hàng mới nãy chú tới giờ. Chú giao hàng tiếp nha mọi người. À, chưa nữa trời quá nhiều. Quá nhiều luôn. Rồi chú lại tiếp tục giao hàng rồi cho chú anh chị ơi. Nếu mà chị Hồng Lan mà cứ nhờ anh em mình nữa là anh em mình là sẵn lòng vô là không ngủ luôn. Tối nay luôn rồi qua vô phụ chị Hồng Lan đóng hàng. Để mà này bé Bun. Bé Bun xuất hiện cả nhà ơi. Rồi hôm qua bé Bun là chị Bun là con mẹ dễ thương. Cưng của nghệ sĩ Du Linh rồi cả nhà. Giờ đi mua đi đâu rồi đâu bé Bun. Bé Bun đi mua nước ngọt. Bé Bun thích uống nước ngọt. Bé Bun đi thấy hồn luôn á. Bé Bun đi tung tăng trên nãy luôn cả nhà. Bé Bun này cô chú anh chị ơi. Cái này hả? Cái nào? Lên. Rồi, trời ơi. Rồi. Không. Mấy bạn. Con ăn cái gì? Con ăn cái gì đừng có mập tới con. Con ăn gì? Ăn mấy cái ngọt ngọt dễ mập lắm. Của chị Tiên. Của nghệ sĩ Vũ Linh đó con cô. Cô biết mà. Cô chưa biết đó chị. À, cô chưa biết à. Đây là con của chị Loan đó cô. Đó nghệ sĩ Vũ Linh là rất là thương à, cục vàng luôn á. Cái con bình màu hồng, cái con thấy dễ thương cô. Cái con màu hồng luôn. Hai cái hồng. Đây là hấp bao nhiêu rồi? 50. Cái cậu cặm muối này luôn, cặm cái cậu. À cậu hả? À cậu. Cậu cô Vun. Cậu cô Vun. Buồn dễ thương quá rồi. À. Bé Bun quay qua đây chú chụp hình cái bé Bun. Hôm qua là chú thấy con á làm hình trái tim đâu, con làm lại cho chú con làm trái tim coi bé Bun. Đây cho con đây, chú cầm cho, chú cầm cho. Rồi chú cầm nha. Rồi, con làm hình trái tim đi. Wow! Dễ thương chết đi được. À Bun với lại cậu của Bun đi mua xì tin nha cả nhà. Dạ bạn. Bun thích xì tin. Bun ơi, con thích xì tin hả? Trời ơi, hai cái ly luôn rồi. Ờ, có cái ly luôn ha. Giờ bé Bun nó cũng đi về cả nhà. Có bánh rồi, có nước ngọt rồi, quá đã. Đó, sắp về tới nhà rồi cô chú anh chị ơi, bé Bun. Rồi cái chú giao hàng mới nãy chú tới giờ. Chú tới vô chú giao lần rồi, chú giao hàng tiếp nha mọi người. À, chưa nữa trời quá nhiều. Quá nhiều luôn. Rồi chú lại tiếp tục giao hàng rồi cho chú anh chị ơi. Nếu mà chị Hồng Lan mà cứ nhờ anh em mình nữa là anh em mình là sẵn lòng vô là không ngủ luôn. Tối nay luôn rồi qua vô phụ chị Hồng Lan đóng hàng. Hello, xin chào cả nhà nha. À, chị mới giao đồ lại nè cô chú anh chị ơi. Trợ lý Bình Tinh. Trợ lý Bình Tinh nè. Trợ lý Bình Tinh. Nhất cả lên đây mua. Wow. Dạ. Người này anh nhớ không? Đó, từ quân nhất cho hay là từ quân nhất lên đây mua ủng hộ. Dạ, là không phải là trợ lý Bình Tinh mà là chị khán giả mua ủng hộ. À, nè. Đó, Dữ Loan có bán hàng kìa. Có bán hàng luôn. À, chắc là gọi hàng. Trước, không gọi trước. Bán hàng tại chỗ luôn hả chị? Không, là chị ủng hộ. Là mua ủng hộ. Chị gọi trước rồi chị tới chị lấy đúng không chị? Cũng coi trên YouTube là thấy có bán hàng rồi nó hai chị đến để mua. À vậy là có nghĩa là bây giờ mua gì thì cứ gọi chị Loan, là chị Loan sẽ giao nha. Vậy là cái này là mua trực tiếp luôn, không có đặt tiếp mà chỗ đặt hàng. Quay mua trực tiếp luôn chứ không đặt hàng. Chú ơi nói
cô mới vừa ra cô nói chợ mà mua không có bao nhiêu tiền mà mắc công phải đi giao tới nơi, thành thôi vừa đến đây thắp nhang cho Vũ Linh rồi đồng thời cũng mua ủng hộ luôn. Vậy là khán giả mến chị mến mộ Vũ Linh thành ra cái ủng hộ luôn. Nghe phát trên thông tin đó. Rồi cái nghe tin vậy là tới mua ủng hộ, vừa mua ủng hộ vào thắp nhang luôn, thắp nhang cho Vũ Linh. Ủa chú là bảo vệ nhà cậu Năm Vũ Linh luôn hay sao? Không, mình bảo vệ bên phòng nha khoa bên này. Đấy, cũng thường xuyên cũng nhìn sang bên này. Rồi thấy mấy bạn tìm hiểu thông tin đó, mỗi lần có người đến thì cũng ghi nhận để phát lên để cho mọi người biết đến để ủng hộ cho gia đình. Bữa giờ là chắc là mấy chú giao hàng rồi tới giao nhiều lắm anh. Mới bắt đầu từ hôm qua là đến giao hàng rồi lấy hàng mua ủng hộ, khán giả biết đến đến đây mua ủng hộ. Chú cũng rất là mê nghệ sĩ Vũ Linh đúng không chú? Chú đã qua thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh chưa chú? Chưa, tại vì chú mới đến làm việc ở cái phòng nha khoa này mới khai trương vào ngày thứ hai vừa rồi. Ta chú đến đây làm việc hôm nay được là 3 ngày rồi. Chú sẽ thắp nhang cho nghệ sĩ Vũ Linh. Rồi. Xong cái gì mà quay hoài. Dạ qua đi con. Có quay con nữa, chứ đi bộ. Dạ. Nhưng mà thôi thôi. Trời ơi. Trời ơi. Bộ đó mất sốt còn lên tiếng luôn. Quay vậy là mình giới thiệu cho cô chú anh chị là cái việc chị Hồng Loan á là buôn bán rồi. Thì cô chú anh chị biết thì cô chú anh chị tới ủng hộ chị Hồng Loan chứ không phải là mình tới có điều ác ý đâu. Có gì ác ý đâu, đúng rồi. Đúng không chú? Thấy mấy em tới đây mấy em ghi hình thì mấy em cũng phải giữ cái khoảng cách cho gia đình nữa, đúng rồi. Chú nay chú quan sát chú thấy mà. Là mấy cháu mấy em đến đây cũng ghi hình nhưng mà cũng không có thể làm phiền gia đình nữa. Cũng có khoảng cách để cho giữ cái khoảng cách của gia đình. Như là nếu mà chị Loan cũng khi mà chị qua mình quay vậy chị mà không đồng ý thì được không? Đúng rồi. Hy vọng là chị Loan nhờ anh mà em vô đóng cũng nhờ đó đó, cũng nhờ mấy em mấy cháu đi ghi hình rồi phát lên rồi mọi người đều biết là ở nhà mình có bán cái những mặt hàng đó tới ủng hộ cho gia đình. Thấy là trên ở phía trên là cây cối, biết còn thử giờ còn đi đâu nữa, mà cây cối phía trên thì là cũng là héo húa rồi, mùa mưa rất là nhiều nhưng mà cây cối nó cũng rồi đó chứ. Rồi có người tới rồi, nhà ơi, có người tới nhà của chị Lan rồi chị ơi. Đây là tài xế của anh nghệ sĩ Vũ Linh. Đặc biệt. Ui, hình như là 62 luôn. Long An. Để coi xuống xe xuống. Ơi, nhớ chị Bình Tinh đi xe gì không? Nhớ, chị hay đi xe ráp, đi xe gì? Ở Bình Tinh đi ráp hả? Đây là anh này chở hàng giao hàng ta. Không biết thì là 62 Long An thì không biết là ai. Kệ mất, chị mở cửa. Tại gia Long An. Có người mở cửa kìa. Để coi có ai nha mọi người. Phía trước mặt của cô chú anh chị. Mấy chị đó cũng biết là nhà chị Loan bán hàng online đó cả nhà.